Hoàng Áo Đô xin chào toàn thể bác. Hiện tại thì bên em đang tiến hành test chất lượng của hai mẫu sản phẩm đẩy liền vang X8 Plus và súp S30 B3717 để chuẩn bị gửi lên đường cho hai bác khách hàng là anh Kiểm tại chợ mới An Giang và anh Luận ở Việt Trì Phú Thọ. Hai mẫu sản phẩm một dòng đẩy liền vang công nghệ số đẩy liền vang X8 Plus đến từ thương hiệu EP Pro đang có giá là 6.500.000 đồng và một phiên bản súp S30 B3717 có giá là 2.900.000 đồng. Hai mẫu sản phẩm này thì với hai cái giá thành này thì bên em đã bao toàn bộ chi phí vận chuyển cho anh. Đặc biệt tất cả những sản phẩm của Hoàng Hà thì khi các bác và anh em đặt hàng, khi nhận hàng được kiểm tra và test hàng rồi mới thanh toán. Các bác và anh em bỏ ra kiểm tra test qua chất lượng âm thanh đúng hàng, đúng chất lượng thì bác nhận hàng. Để trường hợp mà bên em gửi sai hàng, không đúng chất lượng thì bác hoàn hàng và hàng về thì bên em sẽ hoàn 100%. Những cái bên em đã chịu hoàn toàn 100% những cái trách nhiệm mà bên em đã gửi hàng cho các bác. Sản phẩm đẩy liền vang DSB X8 Plus đến từ thương hiệu EP Pro, một trong những dòng sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số khá là hiện đại, công suất khủng, tính năng hiện đại, chất âm thanh cho ra cực kỳ là hay. Vỏ thùng của nó thì thùng thì luôn luôn được đóng cực kỳ là chắc chắn, sách hướng dẫn sử dụng, dây nguồn. Và đối với những thiết bị âm thanh tại Hoàng Hà thì khi các bác và anh em đặt hàng thì bên em sẽ hỗ trợ tặng kèm cho các bác đầy đủ dây jack kết nối. Tất cả những sản phẩm của EB thì đều có tem chống hàng giả, mã QR và trang web để các bác có thể check và kiểm tra thông tin của sản phẩm. Ở phiên bản này thì sẽ được tích hợp đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth, USB. Đặc biệt thì sẽ được trang bị thêm đầu giải mã và tính năng chống chập, chống cháy cực kỳ là an toàn. Hai chế độ để các bác và anh em lựa chọn hát karaoke và nghe nhạc trong quá trình sử dụng tại gia đình. Phần input để lựa chọn những đường tín hiệu vào hay là USB và Bluetooth thì sẽ được tinh chỉnh thành hai phần nút lựa chọn khá là dễ dàng. Phiên bản này thì được thiết kế cực kỳ là sang trọng với màu sắc chủ đạo là màu đen. Hai bên sẽ là hai volume chính, một volume tổng của nhạc và một volume tổng của mic. Volume metro level. Những phần chỉnh mà tôi viết hai cạnh thì như em đã nói, đây là một trong những sản phẩm đẩy liền vang cho ra cái mức công suất khá là lớn và sẽ có 4 đường tín hiệu ra loa. Công suất mỗi đường sẽ lên đến 800W, 800W nhá. Đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth, USB và sẽ có riêng một đường cắt súp này. Riêng một đường ngăn súp, những đường tín hiệu vào bằng jack sen hay là đầu cổng quang. Đẩy liền vang X8 Plus thì đang có giá là 6.500.000 đồng. Giá này thì đã bao ship và hỗ trợ tặng kèm dây jack rồi. Bạn nào quan tâm muốn tham khảo về những cái dòng đẩy liền vang công nghệ số, những dòng đẩy liền vang cao cấp thì có thể tìm hiểu và tham khảo những mẫu đẩy liền vang tại Hoàng Hà. Hiện tại thì bên em đang có một số mẫu đẩy liền vang như là D68S, DSX36 hay là phiên bản đẩy liền vang X10. Một số mẫu đẩy liền vang hiện tại đang được các bác quan tâm rất là nhiều, đều là những dòng đẩy liền vang công nghệ hiện đại và công suất khá là lớn. Tiếp theo là súp S30 B3717. Phiên bản này thì đang có giá là 2.900.000 đồng. Dòng súp đến từ thương hiệu B3 này, logo ba xoay 360 độ này, thiết kế khá là đẹp, sơn sần đen S30, súp điện lai hơi nhá. Dòng súp này thì các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi. Công suất đo mắc của nó lên đến 400W, volume tổng và volume cắt tần số này, đảo pha, đường tín hiệu vào. Dòng súp này thì cho ra cái tiếng đánh cực kỳ uy lực, đánh cực kỳ là sâu, chắc tiếng nhá. Công suất 400W, 2.900.000 đồng. Đây là hai mẫu sản phẩm, hai model thì hiện tại bên em đang trong quá trình tháo thùng ra, kiểm tra, tiết hàng rồi chuẩn bị gửi lên đường cho tất cả các bác khách hàng. Nhân tiện đấy thì cũng làm video để kỷ niệm hai bác, cảm ơn hai bác đã quan tâm và ủng hộ Hoàng Hà. Bắt đầu quan tâm đến những dòng sản phẩm âm thanh hay là những bộ dàn karaoke gia đình tại Hoàng Hà Audio thì có thể liên hệ trực tiếp đến bên em qua số điện thoại hoặc Zalo 0973455155, hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ Trung tâm Thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để tham khảo, để trải nghiệm những bộ dàn âm thanh giá rẻ. Đẩy liền vang X8 Plus 6.500.000 đồng và súp S30 B3717 2.900.000 đồng nhá.